Đó chính là gì? Đó chính là con tàu mà tất cả các đội ngũ UAT vừa sang, cổ đông UAT vừa sang đều được trải nghiệm và cực may mắn được trải nghiệm. Tuy nhiên hình ảnh thì đến bây giờ thì công ty chưa gửi. Giờ tất cả những người mà được lên con tàu đó chắc chắn cũng sẽ về để có những bức ảnh kỷ niệm. Đúng chưa? Và thật sự là thấy rất happy và tôi không muốn chia sẻ lại nữa bởi vì chắc chắn rằng được giúp mọi người thôi. Ngồi lên con tàu đấy, ngồi lên sản phẩm nhìn thấy thì vô cùng chia bài. Thật sự nó rất chi là êm ái. Và những cái cảm giác đấy, cảm xúc đấy thì các cô chú anh chị đặc biệt những khách mời đã chia sẻ rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa, nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở cái nhà sinh thái này, đó là một cái nơi mà thật sự khi vào vào trong cái khu đó thì mình không tin rằng có một gì, có một cái nơi làm việc giữa sa mạc tại công viên tình diễn thử nghiệm ở ra xa Dubai. Và khi cùng bước vào đó, về nhá, trước đây thì cùng hấp dẫn vô cùng tuyệt vời và vô cùng hứng thú luôn anh chị em. Quá hấp dẫn luôn. Là cường cũng nhìn thấy nhìn trên trên nhà trên bầu trời và những lần này thì cường tôi được bảo và thật sự đây là một gì một cái nơi mà quốc vương Sa La từ cuối phu nhân cùng với phu nhân đã đến thăm và trải nghiệm với con tàu này. Mạng chụp tắt một tí cả nhà và nơi đón tiếp 50 bộ trưởng các nước đến tham quan và làm việc chia sẻ và cũng là cái nơi tiếp gì ạ tiếp bộ trưởng các bộ công nghệ Brazil. Đó là chính là ngài nói rằng một trong những người du hành vũ trụ đầu tiên của Brazil. Đấy, cái nơi mà tất cả chúng ta vừa đến, cái nơi mà tất cả những cái cổ đông UAT vừa đến, nó thì nó là nơi của tất cả những con người này họ đến. Vậy thì quý vị và các anh chị thì hình dung ra xem là gì ạ? Là chúng ta đang đầu tư vào một cái sản phẩm, đầu tư vào một công nghệ, mà cái công nghệ đó thì là cái nơi của tất cả những con người này, họ đã đến, họ trải nghiệm, họ làm việc. Thì theo cô chú anh chị, nghĩ xem cái sản phẩm cho có tiềm năng không ạ? Đầu tiên nó đi từ cái chỗ là gì ạ? Là sản phẩm chúng ta được đặt, có mặt ở trên đất nước nó đã là một điều khó khăn rồi. Đúng chưa? Nhưng ở đây là một cái nơi mà những cái con người này đến thì có nghĩa là cái sản phẩm chúng ta nó phải như thế nào chứ? Nó phải đạt được cái tiêu chuẩn nào chứ? Họ mới thất công họ đến chứ, đúng không ạ? Họ đến họ trải nghiệm, đặc biệt là gì? Đặc biệt là đón tiếp những bộ trưởng bộ công nghệ đổi mới của Brazil và một trong những bộ đó người dẫn đầu đó là người du hành vũ trụ đầu tiên của Brazil, họ đã sang thăm và trải nghiệm cái con tàu đó, đúng chưa? Và chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta phải dùng cái đầu để tư duy xem những cái thông tin này nó thật sự nó quan trọng hay không, chứ không thể nói khơi cái nơi này ai đến, đúng chưa? Nó vô cùng quan trọng rồi. Và bên cạnh đó không chỉ là mình Sa La đâu, mà kể cả bên Beirut chúng ta cũng có một cái trung tâm và hiện nay cũng ta đang sở hữu hai cái trung tâm lớn nhất thế giới. Và cái trung tâm đó là gì? Đó là chính là cái trung tâm mà đoàn Việt Nam đã sang, đúng chưa? Đã sang ở gần một tháng trời với đó. Và đây cũng là cái nơi để đón tiếp gì á? Đón tiếp hơn 100 thị trường các thành phố đến từ Nga. Đấy, chúng ta đầu tư vào cái sản phẩm mà gần như là những bao phủ như vậy, nó bao phủ thị trường lạnh, nó bao phủ thị trường nóng. Và ngày hôm kia có nói gì ạ? Chúng ta hiện nay đang có hai cái trung tâm thử nghiệm lớn nhất thế giới. Một cái ở Trung Đông và một cái ở bên Beirut. Chính vì thế nên là chúng ta phải tự hào rằng là chúng ta là một trong những người vô cùng may mắn và có tầm nhìn để chúng ta sở hữu cái cổ phần UAT. Và hy vọng rằng những cái thông tin này các cô chú chị hãy phân tích cho đối tác của mình, phân tích cho nhà đầu tư của mình theo góc độ quan điểm của các cô chú chị, chứ không phải theo quan điểm của Cường, đúng chưa? Một bài hát của Cường hát ra, cô chú chị có thể là thêm mắm thêm muối, làm như thế nào đó để thổi hồn vào cái sản phẩm của mình. Một người bán giỏi không phải là gì, không phải là sản phẩm nó tốt, mà một người bán giỏi là một người biết thổi cái linh hồn vào cái sản phẩm của mình, đúng chưa? Còn sản phẩm nó không có, đôi khi là gì, nó có chất bình thường thôi, do gì cho chúng ta biết thổi hồn, biết nâng giá trị sản phẩm nó lên, đúng chưa? Nhưng dù sao nữa nó phải có thật, chứ không được nâng quá cái khả năng của sản phẩm đó có thể mang lại lợi ích giá trị cho người tiêu dùng. Các cô chú chị phải hình dung chỗ đó nhé. Chúng ta có thể thổi hồn vào đó, giống như bài hát ấy, chúng ta có thể ngân lên một chút, chúng ta xuống một chút, đúng chưa? Nhưng nếu mà nó ngân quá thì nó không phải nữa, nó không phải là bản chất của cái bài hát đó nữa, đúng chưa? Và nó trở thành một cái thứ khác thì không được. Đấy, nên là cô chú chị hãy tận dụng những cái thông tin đến từ tất cả các cổ đông
tất cả nhà đầu tư đến từ tất cả các đối tác đã sang tận nơi chia sẻ mấy ngày hôm nay, dầm dầm mở thêm các thông tin đại chúng, cũng như là Cường hôm nay có những cái góc nhìn riêng của Cường. Các cô chú anh chị hãy cố gắng để cho mình những cái quan điểm, cho mình những niềm tin, tiếp thêm niềm tin cho mình đây. Và khi trên thực tế thì Cường chỉ nhìn trên màn ảnh thôi, đúng không ạ? Nhìn trên ảnh thôi, nhìn trên internet thôi, nhưng Cường sang đó, Cường có cơ hội để Cường đi vào tận nơi. Cả nhà nhìn thấy ạ, đúng chưa? Và không thể chối cãi được, đúng không ạ? Đây là Cường đi vào tận nơi, Cường quay tận nơi, được chưa? Đấy. Và giữa một cái nơi nóng như thế, đúng không ạ? Cả nhà nhìn mà cây vẫn xanh tươi. Nói như thế là biết được là gì? Là chúng ta đã đầu tư vào một cái thứ vô cùng gì, vô cùng quý giá. Đây là cái nhà sinh thái, và lâu nay Cường ước mơ rằng một lần Cường sẽ đến cái nhà sinh thái này để xem nó như thế nào. Và lần này Cường đã tọa nguyện, đã bước chân vào cái nhà sinh thái đó và quay được thực tế như thế này. Và nó không có cái gì là gì, nó không có gì là ảo hết, nó bằng thật hết, đúng chưa? Và cái không gian làm việc trong này nó cực kỳ là mát mẻ giữa một cái sa mạc nắng, gió và cát như thế, đúng chưa? Đấy, và đây là chính là cái con tàu. Cái con tàu mà Cường được chụp cuối cùng tất cả các đoàn UST Việt Nam đã sang. Và Cường cũng có những bức ảnh mà công ty họ sẽ chụp ảnh gửi về cho các đoàn cổ đông Việt Nam sau, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt là những anh chị xuất sắc nhất trong top 10 người đi đầu là hiện nay các cô chú chị nhìn thấy là gì, là rất nhiều truyền thông đưa tin vào trên các trang cá nhân của các cổ đông UST rồi, đúng không ạ? Và Cường cũng muốn nhấn mạnh vào con tàu này. Cái người đang đứng đúng tay đó chính là gì? Đó chính là giám đốc điều hành áo trắng đó, chính là giám đốc điều hành của cả cái trung tâm đổi mới Sara đây. Và Cường nhớ nhất đó là gì? Đó là khi mà ngài UST đứng ngài Inki đứng lên cái bậc đó và chia sẻ với tất cả đoàn cổ đông Việt Nam đi sang thăm, và ngài chỉ vào cái con tàu này và ngài nói cái con tàu này. Nó là một trong những sản phẩm hiện nay duy nhất chúng ta có trên thế giới, chưa ai có cả. Được chưa? Đây ạ. Và ngài kết luận rằng con tàu này là 500 km/h, và con tàu này là con tàu có duy nhất trên thế giới mà chỉ chúng ta có, không có ai có, không có một cái có một cái phiên bản nào thứ hai ở trên thế giới này cả. Và chúng ta là người duy nhất có con tàu này. Đấy, khi mà Cường bước vào đây thì lại một lần nữa cảm xúc của mình nó lại được tăng lên, đúng chưa? Và có, nó cứ như thế. Và Cường hy vọng rằng và luôn luôn chúc mừng cho tất cả ai đó nếu như mà tới đây vào tháng 4 mà có thể sắp xếp thời gian mà có thể sang bên này được một lần để nó có những trải nghiệm thực tế, thì khi đó niềm tin của chúng ta mới tăng lên, tình yêu của chúng ta mới tăng lên, đúng không ạ? Chúng ta mới nhìn thấy cái giá trị của mỗi cổ phần chúng ta, nó là những hạt kim cương trong tương lai, chứ không phải là gì, chứ không phải như cổ phần bình thường, đúng chưa? Mua được không được thôi, không phải như thế. Và chúng ta phải hình dung ra là mỗi cái cổ phần chúng ta nó là giá trị thực tế, đúng chưa? Và kết luận của ngài Inki, ngài nói, ngài đứng trên nói, nhớ lại ghi lại, tuy nhiên là có thể là nó không đúng từng câu từng chữ, nhưng mà cái ý nó là như thế, được chưa? Thứ hai nữa là ngạc nhiên hơn, đó là khi ngài nói cái giá trị con tàu này nó chỉ có 100.000 USD thôi cả nhà, và nó là ưu điểm là có thể kết nối thành từng đoàn tàu đấy, và khả năng tiêu thụ năng lượng nó thấp hơn 7 lần so với những phương tiện hiện đại nhất hiện nay. Cái con tàu này cả nhà có hình dung ra là giá của nó chỉ có 100.000 đô, nó tương đương với hơn 2 tỷ đấy. Và cả nhà có hình dung rằng ngài đã ví con tàu này nó như thế nào không ạ? Ngài ví con cái con tàu này như thế này. Ngài ví con so sánh với một cái mẫu xe thể thao giá tính bằng $1,000,000 để đạt được tốc độ tối đa lên 400 km/h thì phải đốt cỡ 600 lít nhiên liệu, nghĩa là phải có thêm cái xe thùng kéo nhiên liệu về phía sau, trong khi con tàu chúng ta đạt 500 km/h. Vậy thì nếu như so sánh như thế này thì cả nhà có nhìn thấy là các cô chú chị có nhìn thấy là cái sản phẩm chúng ta nó tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không so sánh như này, ngài không đưa cái mí con này thì chúng ta có thể hiểu được là cái này nó quá hiện đại, cái này nó quá đẹp rồi. Nhưng so sánh như này thì mới thấy tầm sản phẩm chúng ta nó như thế nào. Đấy, để có một cái
cái động cơ mà nó chạy trên đường bình thường đạt đến tốc độ 400 km/h thì nó phải kéo cả ép nhiên liệu đi xong, bởi vì nó đốt đến 600 lít nhiên liệu cơ mà để mới đạt cái này cơ mà. Trong khi cái con tàu chúng ta nó đạt được 500 km/h nhưng giá thành của nó chỉ có 100.000 đô này, bật mí là giá nó chỉ 100.000 đô, trong khi ở ngoài kia giá thành nó gấp thì gấp hàng trăm lần cái sản phẩm của chúng ta, nhiên liệu nó đốt gấp rất nhiều lần cái sản phẩm chúng ta, đúng chưa? Vậy thì liệu có sự cạnh tranh ở đây không ạ? Không cạnh tranh được, thưa cô chú anh chị, là không thể nào cạnh tranh được. Và những kết luận này là những kết luận mà nó đi vào lòng người nhất, nó làm cho Cường thật sự là mồm chữ O, mắt chữ O, mồm chữ chữ A thật sự, đúng không ạ? Và chúng ta không cần nói quá nhiều về công nghệ, vì bản chất chúng ta không thể hiểu được cái con tàu bên trong nó cấu tạo ra làm sao, nhưng mà qua cái cách nói của ngài thì mình có hình dung là sản phẩm chúng ta là một trong những sản phẩm mà gần như là tuyệt đối đi trước thế giới cả hàng chục năm, cả thế kỷ. Nên chúc mừng cho tất cả những ai đã tin tưởng, những ai đang đồng hành, và những đối tác hôm nay, nếu như trong khi chúng ta có những đối tác mới mà lần đầu tiên nghe hoặc là đã từng được chia sẻ mà chưa ra quyết định thì hãy nhanh chóng để sở hữu cổ phần cho mình càng nhiều càng tốt. Đấy. Và một cái thông tin và Cường cũng muốn tóm lược lại, và tôi tin chắc rằng là tất cả những thông tin này thì ban hành trình vượng cũng đã đưa đến cho các cô chú anh chị rồi, đúng chưa? Sau 2 năm kể từ năm 2015 thì chúng ta đã có đường thử và tạo ra Lý Nguyễn nha. Và sau 8 năm chúng ta đã có năng lực sản xuất 14 mẫu xe, đúng ạ? Trong đó thì có 3 mẫu chở hàng và 11 mẫu chở khách. Thì cái điều này thì Cường tin chắc rằng các cô chú chị đã nghe rồi. Tất cả anh em đã. Thì Cường chỉ là gì nhắc lại một lần nữa cho các cô chú chị nhớ. Muộn nhưng nhớ mà là cái mốc muộn nhưng mà ta làm không nhiều không hơn nghe. Nghe quá tuyệt vời thông tin. Và cái điều này ngài đã so sánh với cái gì ạ? À, ngài so sánh với Tesla. Tesla bắt đầu từ năm 2003 cho đến 2015 là 12 năm chỉ được một mẫu xe để thương mại thôi, và tính đến bây giờ thì mẫu xe của Tesla ít hơn chúng ta, ngài nói như vậy, đúng chưa? Còn chúng ta gì ạ? Chúng ta phải chất chiêu từng đồng sao cho hiệu quả. Và ngài kết thúc rằng là chúng ta là người nhanh nhất thế giới về tốc độ phát triển. Đấy, trong lúc dịch bệnh như thế, cả nhà hình dung không? Lúc dịch bệnh như thế mà chúng ta tích góp từng đồng như thế, mà gì mà chúng ta hiện nay đến tại thời điểm này, riêng cái khả năng, năng lực sản xuất cái mẫu xe của chúng ta, nghĩa là đặt hàng là có nhá, chứ không phải là chỉ lên cái mẫu thôi, mà chúng ta có năng lực sản xuất, nghĩa là tất cả các mẫu này đã được chứng nhận và có năng lực sản xuất. Tùy vào các đơn đặt hàng của các quốc gia, đơn hàng của các đối tác, họ muốn chúng ta ra cái loại mẫu xe nào phù hợp với cái giao thông của họ, đúng không ạ? Phù hợp với các vận hành, cách vận hành ở cái thành phố của đất nước của họ, thì chúng ta có đủ năng lực như thế. Trong khi Tesla nó mất 12 năm mới chỉ có một mẫu xe duy nhất, trong khi chúng ta chỉ có gì, có 2 năm chúng ta đã có đường thử và tàu chạy. Nói như thế để chúng ta biết rằng là tốc độ chúng ta đang đi quá nhanh rồi, đừng có mong cầu để đi nhanh hơn nữa. Nên nếu ai đó mà nghĩ rằng tại sao lâu thế thì xem xét lại ở cái chi tiết này, được chưa? Chúng ta đi quá nhanh, nhanh nhất về tốc độ. Trong khi đó Tesla họ không phải nghĩ tiền, đúng chưa? Tesla là gì? Trong quá trình ý tưởng thì thay từ là đầu máy là diesel bằng động cơ đốt trong sang động cơ điện, thì với ngài ưu tiên, ngài nói nó quá đơn giản, đúng chưa? Nhưng mà không giải quyết được những vấn đề của thế giới đang gặp phải, đó là tắc đường, là ô nhiễm môi trường và tai nạn rủi ro, đúng chưa? Nên ngài không làm. Còn với ngài cái việc nó quá đơn giản ấy, thế mà người ta vẫn phải mất mấy 12 năm có mỗi một mẫu xe gì nhé. Trong khi chúng ta thì sao? Là vượt họ bằng những cái đồng gì, những cái đồng tiền chất chiêu của gì, của chính của chúng ta. Vậy thì phải biết được là cái cách quản lý dòng tiền, cách sử dụng đồng tiền của gì á, của USD, đúng là của công ty, chúng ta mới thấy được rằng là gì, là quá hiệu quả, đúng vậy. Đồng vốn của chúng ta góp vào công ty đã sử dụng như nào một cách hiệu quả như thế, để gì, để bằng khoảng thời gian ngắn như thế mà chúng ta đã có được những cái sản phẩm như thế. Như thế thì các cô chú chị mới có gì, mới có sự hiểu biết về công ty chúng ta. Khi mà chúng ta không đi sang đó, khi chúng ta không được những các cổ đông đã sang đó để mang những thông tin này về, chính từ những chủ tịch của chúng ta nói, bên cạnh là gì, bên cạnh cái năng lượng
bình an, bên cạnh là những cái niềm tin và nhìn thấy từ cái con người như thế, thì chúng ta phải có được những gì, những cái thông tin mà chính Ngài là người nói ra, và nó có cơ sở hẳn hoi, chứ không phải là chỉ là nói gì nói trên giấy hay nói gì nó bằng, mà nó thật sự như thế. Và khi chúng ta sang nó cảm nhận điều đó thì những cái những thông tin vô cùng giá trị để chúng ta có niềm tin hơn, để sở hữu nhiều cổ phần hơn. Và mong rằng chúc cho các cô chú chị hãy cố gắng nỗ lực để gì, để chúng ta lan tỏa cái thông tin này, lan tỏa những cái ý tưởng này, đúng không ạ? Từ những cái thông tin này chúng ta có những ý tưởng để làm nào chúng ta thổi hồn vào cái sản phẩm của chính chúng ta, chứ không phải là riêng Ngài Dương Kỳ. Và Ngài đã nói và tất cả những cổ đông sang đều nghe thấy, những vị khách mời lên chia sẻ đều nghe thấy. Và còn nữa là gì ạ? Đây, một cái ý nữa cửa muốn tổng hợp lại nữa, đó là gì? Không chỉ vậy, ngoài ra chúng ta không chỉ tạo ra những trung tâm thử nghiệm cấp chứng nhận với quy mô lớn nhất thế giới, mà tất cả điều đó chúng ta đi từ con số không. Đấy, cái này cái mà Ngài nói, tôi thấy là gì? Ngài là một trong những doanh nhân, đúng không ạ? Đấy, một trong những người không chỉ là một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu, mà một doanh nhân. Ngài đã gì? Đã sử dụng đồng tiền chúng ta hiệu quả đến mức đấy, đi từ con số không. Và Ngài nói là các bạn chính là những ông chủ, bà chủ của tất cả thứ đó. Chẳng qua là ở góc độ Cường thì Cường nói khác, chứ còn nó giống không khác gì những cái chia sẻ, những cái ghi chép của các vị khách mời đã từng chia sẻ cho các cô chú chị nghe, đúng chưa? Chúng ta không chỉ là đơn giản là phương tiện giao thông, mà chúng ta là một cơ sở hạ tầng tổ hợp gồm tàu, đường ray, nhà ga và các trung tâm điều khiển, vân vân. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các tiền của chúng ta đổ vào công ty đã gì, đã làm ra được rất nhiều việc, và tất cả thứ đó là của chúng ta, không phải là của ai khác. Chúng ta không chỉ đơn giản là cái con tàu đang ở hình ảnh trước mặt các cô chú anh chị đâu, và chúng ta là gồm tất cả những thứ đó, bởi vì nó là một hệ, đúng không ạ? Nó một cơ sở hạ tầng, một hệ sinh thái. Và từ những cái này thì các cô chú chị tôi nhìn thấy rằng là công ty có rất nhiều việc, cực kỳ nhiều việc, chứ không phải như Tesla chỉ sản xuất mỗi con tàu không, đúng không ạ? Sản xuất mỗi cái xe ô tô không, mà chúng ta có rất nhiều việc, đúng không ạ? Và với đồng tiền hạn chế, đúng chưa ạ? Từ những cổ đông chúng ta bỏ vào, công ty đã chắt chiu, đã sử dụng vô cùng hiệu quả, đúng chưa? Đấy, và có hai cái câu nói mà Cường cảm thấy ấm lòng nhất, để lại sức nặng nhất trong chuyến đi vừa rồi, Cường muốn tổng hợp cho chính mình và muốn mang cái năng lượng đó để truyền tải đến cho tất cả các cô chú chị hiện nay đang còn trong Zoom, mà ban lãnh đạo quỹ SWC đã rồi đến chủ tịch đã dành cho tất cả các nhà tài trợ trên toàn cầu nói chung và ưu ái cho thị trường Việt Nam nói riêng. Đó chính là, tôi nói gì ạ? Đây ạ, đó chính là về quỹ SWC đã dành cho tất cả chúng ta vậy ạ. Các bạn là những người tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được. Trong cộng đồng này, chúng tôi không phải là ông chủ mà chính là đầy tớ của các bạn. Điều này là gì? Điều này là Cường nghe người ta dịch nhá. Đó, chứ không phải là Cường nói ra. Đây là gì? Cho người dịch. Có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là họ không phải là lãnh đạo. Họ nói rằng họ là đầy tớ của các bạn, họ đầy tớ của chúng ta. Lãnh đạo nó phải là như thế. Đúng chưa? Dân lấy dân làm gốc. Lãnh đạo nó phải là như lấy dân làm gốc. Và họ xem là họ là đầy tớ của chúng ta. Tuy là gì? Tuy là ở góc độ nào đó chúng ta không xem họ là đầy tớ, nhưng mà cái câu nói để làm chúng ta cảm ấm lòng. Và Cường đang chia sẻ hai câu nói. Một câu nói của lãnh đạo, ban lãnh đạo quỹ SWC, và Cường cảm thấy ấm lòng. Được chưa? Và tí Cường chia sẻ một câu nói của chủ tịch. Đúng chưa? Các bạn là những người tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được trong cộng đồng này. Và chúng tôi không phải là ông chủ của các bạn đâu, mà chúng tôi là đầy tớ của các bạn. Và nếu như cô chú anh chị mà đồng tình với cái gì, bằng đồng tình với câu nói này, nó là một trong câu nói ấm lòng nhất mà chúng ta được đầu tư vào một cái quỹ. Đúng chưa? Mà họ nói như thế chúng ta ấm lòng không ạ? Nếu ấm lòng thì cho Cường số 6 đi, nhờ số 6 cho Lộc đi. Đúng chưa? Ấm lòng ạ. Nên là khi mà Cường có một chuyến đi trải nghiệm thế này thì Cường muốn tổng hợp lại cái gì nó đã đắt giá nhất mà Cường cảm thấy thay đổi
làm cho cảm xúc mình tóm đọng lại, lắng đọng lại khi mình thấy mình cảm yên tâm để mình tiếp tục mình đi chia sẻ. Thế còn những trải nghiệm, những cái cảm xúc thì nó nhiều lắm, đúng không ạ? Cảm xúc này nó rất to, nó rất lớn khi bước sân bay, nhưng mà qua đến một cái giai đoạn khác thì nó lại nhỏ hơn, qua giai đoạn khác nó lại nhỏ hơn, bởi vì cứ như thế, bởi vì nó ào ào nó lên. Đến sân bay thì mình đã choáng ngợp rồi, đi đến sa mạc cát đến rộng mênh mông rồi, đúng chưa? Này, tìm hiểu về đất nước Dubai xưa, Sara thì mình thấy là một trong đất nước mà cái gì nó cũng nhất đã ok lắm, sản phẩm mình ở trên đó ok lắm. Gặp ban lãnh đạo quỹ thì mình rất thích rồi, đúng chưa? Rồi ban lãnh đạo quỹ lên gặp ngài chủ tịch và cứ như thế. Nhưng trong tất cả những cảm xúc đó thì Cường muốn đọng lại hai câu nói, mà Cường nghĩ rằng hai câu nói này nó là gì? Nó là cái tầm nhìn, nó là tình thương, đúng chưa? Nó là đạo đức, để gì? Để giúp cho cái công ty của chúng ta chắc chắn là sẽ thành công. Mà chắc chắn rằng, Cường tin chắc rằng cái thứ này nó không phải là đến từ ban lãnh đạo quỹ, mà nó là đến từ người dẫn đầu, đúng chưa? Giống như một con thuyền. Vậy thì cái câu chuyện này ra là khi chúng ta đổ tiền vào một cái quỹ, khi chúng ta đổ tiền vào để nắm bắt cổ phần của một cái doanh nghiệp nào đó, mà được ban lãnh đạo họ nói điều đó, thì điều này đã thể hiện cái con người, thể hiện cả trong cái bộ máy của cái công ty đó nó là như thế nào, đúng không ạ? Đây là một công ty nó có bền vững hay không, đúng không ạ? Đôi khi tiền nó là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là tư tưởng phải thông từ trên xuống dưới. Nó phải là gì? Nó phải mang đầy những cái chất nhân văn, mang đầy những cái chất gì ạ? Những cái chất hỗ trợ, mang đầy những cái tình thương ở trong đó. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là gì? Là chủ và tớ, thực ra tất cả chúng ta đang là ông chủ và tất cả chúng ta cũng đều đang là tớ. Và câu nói này Cường muốn nói là gì ạ? Cường nói là họ nhìn thấy họ không là gì, chính vì thế nên tất cả chúng ta mới xem họ là tất cả. Và Cường rất đánh giá cao ở cái câu nói này, bởi vì họ không là gì cả, họ là đời tớ của chúng ta. Chính vì mình cảm nhận được họ là đời tớ của mình thì mình mới nhìn thấy họ là tất cả trong mắt chúng ta. Còn nếu họ luôn luôn thể hiện họ là ông chủ thì chưa chắc mình đã yêu thương họ như thế đâu, đúng chưa? Chính vì thế Cường muốn nhấn mạnh rằng đây là một cái điểm chốt mà làm cho Cường để lại cho Cường cái dấu ấn nhất, để lại Cường cái cảm xúc đặc biệt nhất trong chuyến đi này. Mà Cường về, Cường niềm tin của Cường nó mãnh liệt hơn nhiều để Cường đi chia sẻ lan tỏa cái cơ hội này. Điều gì đó là câu nói đầu tiên dành cho ban lãnh đạo quỹ, điều gì họ đã dành cho chính thị trường Việt Nam, ưu ái thị trường Việt Nam trên cái toàn cầu, và họ không phân biệt gì cả, đúng chưa? Họ luôn luôn xem tất cả các nhà đầu tư, xem tất cả các cổ đông chúng ta nó như là gì, nó như là một người bạn, một người tuyệt vời để giúp đỡ họ. Nên mỗi một người chúng ta đều đóng góp nhỏ lớn, nó đều gì, nó đều có công hết, được chưa? Và họ xem chúng ta là như vậy. Và chúc mừng với tất cả chúng ta đã gặp được một cái quỹ tuyệt vời như thế, đúng chưa? Gặp được những người lãnh đạo quỹ họ tuyệt vời như thế. Họ nói như thế này có nghĩa là gì? Anh nhìn thấy là họ không có một cái gì, một cái tư duy gọi là trong cá nhân của họ, đúng chưa? Còn tất cả công ty ở Việt Nam, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đúng không ạ? Việc đầu tiên là họ gì? Họ nghĩ về họ trước, sau đó họ mới nghĩ về nhân viên, nghĩ về cấp dưới còn. Nhưng cái câu nói này cũng nói lên là gì? Cái tố chất đạo đức của ban lãnh đạo. Họ là một người vô cùng tuyệt vời, họ là một trong những người thì là một trong người lãnh đạo vô cùng tuyệt vời, và chúng ta đã đặt niềm tin chúng ta đúng chỗ. Chúc mừng với tất cả chúng ta, hãy cho chúng ta một số vĩnh cửu số chín đi. Chúc mừng tất cả chúng ta, tiền chúng ta đã gửi vào đúng một cái quỹ mà có một cái ban lãnh đạo vô cùng tuyệt vời, là đầy tớ của chúng ta, và chúng ta xem họ là tất cả, đúng chưa? Và câu nói thứ hai mà Cường muốn để lại từ ngày ưu tiên đây, đây là cái khoảng khách mà Cường thấy hạnh phúc nhất. Và không biết làm sao mà Cường có thể chốc cái máy ảnh của Cường có thể chụp được cái cảnh này. Đấy chính là người vợ của Cường, một người đã đồng hành với Cường trong suốt 7 năm qua, đã chớp được cái cảnh mà ngài đã chỉ vào cái áo này. Mà về Cường cũng thật sự là Cường vô cùng happy, Cường không nghĩ rằng là chớp nhanh được như vậy, đúng không ạ? Đây, cái khoảng khách này cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đúng không ạ? Rất là ngẫu nhiên, đúng không ạ? Ngài chỉ bảo chứ không ai gọi là bảo ngài chỉ cả, nhưng mà ngài thấy ngạc nhiên bởi vì lại gặp lại cái con người này lần thứ hai. Khi tôi ký cho anh ấy thì anh ấy đang ở trên tàu, bây giờ anh lại đòi chụp ảnh lại với tôi một lần nữa, và ngài chỉ đấy
cái này là tôi vừa ký cho anh này. Và câu nói ngài nói thầm với Cường là gì ạ? Các bạn là những người tốt nhất trong những người tốt. Không cần nói nhiều, đúng chưa? Ngài nói các bạn là những người tốt nhất trong những người tốt. Ngài nói thầm với Cường ấy, là Cường về nói lại với tất cả chúng ta ấy, tất cả cổ đông của VT Việt Nam ấy, các bạn là người tốt nhất trong những người tốt, chứ không phải là gì, không phải dành cho Cường. Mà ngài nói thầm với Cường lúc này này, ngài nói thầm với Cường lúc này là anh hãy về anh nói với tất cả các cổ đông VT của gì, của đất nước Việt Nam các anh, là các bạn là những người tốt nhất trong những người tốt. Vì sao? Bởi vì là ngài nói là nó được minh chứng không chỉ một sớm hay một chiều, mà nó là cả một quá trình. Tôi đi tìm kiếm sự hỗ trợ, không có ai hỗ trợ cho cả, đúng chưa? Nên đó là lý do vì sao tôi 7 lần thất bại. Đó là lý do vì sao mà gì, vì sao mà tôi bị 3 lần, đúng không ạ, mà liên đới đến tính mạng 3 lần, có thể là mất cả tính mạng của mình. Và cái thông tin đó nó nằm ở trong sự trí tuệ của ngài. Ngài kể về cuộc đời của ngài đi tìm sự hỗ trợ vốn mà không được, cho đến khi gì, cho đến khi một con người đặc biệt của Việt Nam xuất hiện, đó là Triệu Tâm. Đấy, và chúng ta phải biết ơn anh Triệu Tâm, biết ơn anh Khoa, biết ơn những lãnh đạo, anh Hùng, tất cả những người đó là những người đi đầu, được chưa? May mắn đi đầu mình để gì, để khai hoang ra một con đường đi. Và nên là ngài xem cả cổ đông Việt Nam, đặc biệt là ngài xem những người đi đầu, những cái top đi đầu, những cái top 10 mà đã đạt được những thành quả cực kỳ lớn, cực kỳ là trân trọng. Nên ngài có những cái bữa tiệc tiếp đón các anh ấy rất chi là sang trọng. Nhưng nó không chỉ là vì món ăn đặt tiền, mà đó là những cái tình cảm ngài đã dành cho các bạn lãnh đạo đó, được chưa? Và ngài nói thầm với Cường như thế, và nhờ Cường gửi lên tất cả các cô chú anh chị là gì, hãy về nói lại với tất cả các cổ thông Việt Nam, đúng chưa? Các đối tác Việt Nam rằng là gì, các bạn là những người tốt, những người tốt, ai trong những người tốt nhất mà tôi có được, được chưa? Đấy, như thế thì với hình dung ra là gì, hình dung ra là tất cả chúng ta là những người vô cùng tuyệt vời. Ngài đã nói ra điều đó. Chỉ có chúng ta mới là người tốt thôi. Bởi vì sao? Chính chúng ta mới giúp cho ngài thực hiện được cái ước mơ, ý tưởng ấp ủ vào ngài trong vòng 40 năm qua, chứ không phải ai khác, đúng chưa? Còn nếu như mà những cái người ấy mà đầu tư nhiều ấy, đầu tư lớn ấy, hoặc là hứa, đúng không ạ, nó chỉ làm phiền chúng ta mà thôi. Ngài nói thế, những cái người mà hứa hẹn chỉ làm phiền chúng ta, còn các bạn mới là người thực tế để gì, để giúp tôi đưa cái công nghệ này ra thị trường, để giúp tôi thực hiện cái sứ mệnh, cái ý tưởng, từ ý tưởng đến sứ mệnh của tôi, đúng chưa? Nói như thế để các cô chú anh chị mới hình dung ra là mình là cái gì, đúng không? Nên là cô chú anh chị hãy tin tưởng đi, tại thời điểm này chúng ta chưa là cái gì đâu, nhưng rồi nhanh thôi nó sẽ là cái gì. Bà Cường thật sự là hạnh phúc khi ngài sát vào Cường này nói điều đó. Có ai tin đây là, có ai tin cái thông tin của Cường vừa đưa ra không ạ? Có ai tin là ngài đã nói cho Cường không ạ? Tin thì nếu tin thì thả số 6 đi ạ, số lộc đi ạ. Nếu tin thì thả số lộc đi ạ. Ngài ghé sát vào Cường này nói, anh về anh nói với cổ đông, với nói tất cả những người gì, những đối tác của tê Việt Nam rằng là các anh chị mới là người tốt nhất của tôi. Đấy, ngài nói thế đấy. Và Cường thì Cường bắt đủ cái đó để Cường hôm nay Cường nói với cho vật lý cho cả nhà. Cường chưa nói ra, kể cả lãnh đạo Tâm Cường không nói ra, đúng chưa? Hôm nay Cường mới nói đấy, chứ không phải là lúc nào Cường nói đâu. Đây, và cái câu này lúc mà ngài ghé sát tai Cường ấy, ngài nói anh hãy về truyền tải điều này đến cho tôi, các bác mới là người tốt nhất mà tôi có, chứ không phải ai khác. Đấy, và câu nói này vì sao Cường muốn dành câu nói này ở cái giây phút cuối cùng trong cái buổi chia sẻ của Cường, đúng không ạ? Và Cường muốn dành hai câu nói, một câu nói của quỹ, một câu nói của ngài để Cường tổng kết cái cảm xúc của mình sau chuyến đi UE vừa qua, để cho các cô chú anh chị nghe, cô chú anh chị cảm nhận. Và nếu muốn cảm nhận rõ hơn thì hãy nỗ lực, đúng không ạ? Tốt hơn, làm tốt hơn, chứng minh bằng kết quả tốt hơn, để có những cái gì, có những cái chương trình mà công ty đưa ra chúng ta hãy cố gắng đạt, đúng chưa? Vừa đạt chúng ta vừa được thì vừa được gặp ngài để cảm nhận những cái thứ mà Cường và các khách mời đến nói xem có thật được không, minh chứng cái điều đó,
một phần là chúng ta là gì, chúng ta làm cố gắng thì chúng ta lại gì có thêm tài sản, đúng không? Một mũi tên chúng hai, hãy cho chúng ta những cái mục tiêu lớn hơn. Và cô chú chị hãy nghe điều này. À, ước mơ con sẽ giết chết cuộc đời con. Nghe câu này cho Cường, đúng hay sai? Đúng hay chưa đúng ạ? Nếu đúng thì cho số 6 đi ạ, số Lộc đi, hay số Phát đi ạ. Ước mơ con sẽ giết chết cuộc đời con. Bởi vì sao? Bởi vì các cô chú chị ước mơ con quá, con là nhỏ quá mà. Khi mà cô chú chị mà có một ước mơ mà nó nhỏ quá thì giết chết cuộc đời cô chú chị thôi, đúng không ạ? Nên chúng ta phải có một ước mơ lớn. Đó là lý do vì sao mà sứ mệnh của Ngài không phải là tạo ra cái con xe, không phải. Đúng không ạ? Không phải là tạo ra những cái thứ mà gì Elon Musk họ tạo ra, không phải. Đơn giản với Ngài quá đơn giản. 200 bằng phát minh của Ngài quá đơn giản. Ngài nói tôi quá đơn giản. Quá tuyệt vời. Đúng không ạ? Mà nó là một tổ hợp giao thông để giải quyết những vấn nạn của toàn xã hội, hay gọi là toàn nhân loại. Đó là gì đó? Ước mơ của Ngài nó quá lớn. Nó lớn như thế thì Ngài mới chứa được tất cả cộng đồng của chúng ta chứ. Đúng chưa? Nên nếu nó nhỏ thì sao mà chứa được, đúng không? Nên là cái nó ước mơ con giết chết cuộc đời con, hãy cho chúng ta một ước mơ lớn hơn đi. Thay vì chúng ta đang là 1 triệu cổ phần, 2 triệu cổ phần thì bây giờ mạnh dạn lên đi, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa đi ạ. Đúng không ạ? Không làm chính chúng ta giết chết chúng ta đấy ạ. Và cái điều đó nó thể hiện gì? Nó thể hiện ở trong chính gì? Chào anh con trai Trung Trần nha. Trong ước mơ chúng ta cảm. Và cuối cùng tôi muốn gửi lời chúc đến tất nghe cả đi con yêu nha. Đã để làm chọn đúng một phần nha. Đúng nơi cho nhà mình nha. Chúng ta gieo hạt. Từ việc để chúng ta gieo hạt. Và cái môi trường của USD này là một trong môi trường vô cùng tuyệt vời. Nói gì thì nói. Cường nhắc tự tin rằng ở ngoài kia không có môi trường nào ở trong này cả. Chúng ta là những người gì? Chúng ta là những người mà đang sở hữu cái doanh nghiệp. Rất nhiều người ở giữa chúng ta không phải trả lương. Nó giống như gọi là chúng ta là gì? Chúng ta là doanh nghiệp, gọi là doanh nghiệp chim yến ấy, cô chú chị em. Đấy, có rất nhiều nhân lực nhưng không phải trả lương. Doanh nghiệp chim yến ấy, các cô chú chị chẳng nghe chưa? Hôm nay Cường vừa nghe một người bạn nói mà Cường phi cười ra, áp dụng đúng. Nghĩa là gì? Chim yến nó không cần gì, nó không phải trả lương cho nó, đúng chưa? Mà chỉ cần xây dựng một cái môi trường để nó về thôi. Người ta gọi là các doanh trại, gọi là dục yến. Dục yến. Và yến thì nó ra gì? Khi nó ăn và nó nhả ra những cái sản phẩm đó thì các tổ yến và chúng ta thì thường nói tổ yến là quý, đúng không ạ? Và chúng ta là một trong những người như thế, một trong cộng đồng như thế. Và chúng ta đang xây dựng một cộng đồng vô cùng tốt. Anh em hãy chia sẻ cho những bạn bè người quen của mình cùng nghe nha. Cùng nghe cái buổi Zoom này này vô cùng giá trị luôn á. Bạn Cao Cường với các anh em cùng cổ đông Mua Phi vừa đi tham quan ở bằng cái câu nói ra xa, các khách mời đã chia sẻ trước đây như thế này, bây giờ năm ngoái như nào, năm nay giá trị từ tập đoàn để chia sẻ cho chúng ta. Doanh nghiệp chúng ta hãy lan tỏa giúp đỡ những người xung quanh để nghĩa là chúng ta không phải trả lương công nghệ UT nha, nhiều nhân lực lắm nhưng không bao giờ phải trả lương như vậy, đúng chưa? Và tạo ra những sản phẩm giá trị vô cùng. Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc đời kim cương, nó giống như con yến nhà giàu có thịnh vượng bền vững, đúng chưa? Chỉ cần chúng ta tạo một cái môi trường tốt. Nên là trong môi trường UT là môi trường không quá thì đời quá mình mà còn đời cho con cái đào mình tạo, nha. Có, chào đúng. Con cháu đào mình tạo, nha. Thay đổi tầm nhìn có, đúng không ạ? Sở hữu sản phẩm tốt có, đúng. Tất cả những thứ đó. Và tôi tin rằng là gì? Cô chú anh chị là những người cảm nhận rõ nhất những ai đang còn ngồi tại thời điểm lúc này. Là cảm nhận rõ nhất trong môi trường này nó tuyệt vời như thế. Và nếu ai biết đến hành trình vượng thì càng cảm nhận rõ hơn, bởi vì hành trình vượng là những là cái nôi để có thể mang đến cho cô chú chị những cái tư duy đó, cái môi trường đó, đúng chưa? Và có ai đó chia sẻ rằng là gì ạ? Đừng đuổi theo con ngựa mà hãy chăm chỉ trồng cỏ thì ngựa sẽ quay về. Và chúng ta là những doanh nghiệp gì, những doanh nghiệp như thế. Và chúng ta là những gì, là những cái con người tạo ra những cái đồng cỏ như thế. Nếu chúng ta có đủ tình thương, chúng ta có đủ sự gì, sự nhìn nhận bao dung, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn nhận được cái điều đó. Và khi gặp Ngài Chủ tịch thì có ai nói rằng Ngài là một người cấp trên ngoại không? Ngài là một người bạn. Ngài nhìn chúng ta như những người con và chúng ta nhìn Ngài như những người cha. Đúng không? Thì cha mới thương con chứ. Chứ còn ông chủ đâu có bao giờ có ý tưởng thương nhân viên đâu. Khi đã là ông chủ với nhân viên thì đó là gì? Đó là tư bản. Nó không còn là gì? Nó không còn ở góc độ là gì? Là ông chủ và nhân viên là nó có khoảng cách, cha con là
họ xử sự như một người bạn, họ xử sự người cha già, họ xử bạn, họ xử sự chúng ta như đối tác. Tuyệt vời quá. Nên họ mới nói rằng là ngài nói rằng là các bạn là những người tuyệt vời nhất của chúng tôi, đúng không? Chứ không phải là gì, không phải là ngài cũng thể hiện ngài là ông chủ, nên chúng ta phải theo gương của ngài. Nếu chúng ta là một trong cộng đồng UT, chúng ta phải theo gương của ngài. Khi ngài không là gì cả, ngài thì bình thường mà, ngài có là gì đâu ạ? Ngài rất khiêm tốn. Chính vì ngài khiêm tốn thì chúng ta mới xem ngài là thứ gì đó rất lớn, ngài là tất cả của chúng ta, đúng chưa? Còn khi chúng ta thì chúng ta nghĩ chúng ta là ai thì chúng ta sẽ gì? Sẽ không thể thành một người khác được, đúng chưa? Nên chính vì cái tư tưởng đó mà ngài đã điều hành doanh nghiệp, ngài đã có được tất cả cộng đồng UT Việt Nam cũng như cộng đồng UT trên toàn cầu. Một lần nữa Cường xin cảm ơn ban điều phối tổ chức, đúng không ạ, nhà tài trợ chính cho những cái buổi Zoom này, đó là Hành Trình Nhị Vượng đã tổ chức ra cái chương trình năm buổi, hành trình năm buổi chia sẻ để truyền tải những cái cảm xúc. Những người đi từ UAE trở về, mỗi người có một cảm xúc khác nhau, mỗi người có những cái chia sẻ khác nhau, đến với tất cả ai yêu mến UAT, yêu mến ngành kỳ, đúng không ạ? Những ai muốn cập nhật thêm kiến thức, những ai muốn thay đổi cái môi trường làm việc, những ai muốn thay đổi cái cuộc đời mình, những ai muốn cùng chung tay góp sức để thay đổi cái hành tinh này, đã ngồi với nhau nhìn qua màn ảnh nhỏ, không cần phải gì phải thuê một bộ trường to, đúng không ạ, dù mất chi phí thế này thế kia, những xe cộ đủ mọi thứ mà chúng ta có thể ngồi thế này nói chuyện được với nhau. Và đó là công lao của gì, của Hành Trình Nhị Vượng, những con người hàng ngày các cô chú chị vẫn thấy ai ạ, điểm tâm lại ạ, đó là gì, đó là Nguyễn Hạnh, một người tuyệt vời, được chưa ạ, Tuệ Minh, đúng không ạ, và gì, và Đinh Vân là những con người thường trực, cái kiểu giống như là ban thường trực của Hành Trình Nhị Vượng. Và bên cạnh đó là gì ạ, có anh Tuyến, đúng không ạ, anh Hùng nó là cố vấn, đúng không ạ, và những con người đó họ đã tạo nên những thương hiệu đó và chúc cho Hành Trình Nhị Vượng sẽ có nhiều những cái ý tưởng hơn, ngoài những cái đọc sách nha, buổi sáng ra còn có rất nhiều ý tưởng, và hy vọng rằng Hành Trình Nhị Vượng trong tương lai nó không chỉ là gì, không chỉ là truyền tải một cái thông tin gì đó hàng ngày học du, mà nó sẽ gì, nó sẽ là một trong những thương hiệu phát ngôn chuẩn nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất, và nó cũng là một trong những câu lạc bộ có nhiều tình thương nhất. Và cái điều này nó chính là cái điều mà ngài chủ tịch phải thầm nói với Cường, đấy các bạn luôn người tốt nhất, đúng chưa, và hãy có thể bất kỳ ai đó không nhớ đến em Nguyễn Hạnh xinh tươi là ai, không nhớ đến Tuệ Bình là ai, không nhớ đến Tuân là ai, Tuân là ai, nhưng sẽ nhớ đến Hành Trình Thị Vượng. Và sau này chỉ cần nói đến Hành Trình Thị Vượng thôi là mọi người có thể hình dung là có những con người này đã gì, đã gắn kết, đã kết nối, đã mang đến cho chúng ta những cái thông tin tuyệt vời như thế. Cũng giống như ai đó đến Việt Nam không cần biết ông Phạm Minh Chính là ai cả, đúng chưa, nhưng nhìn thấy đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, đúng không, nó giàu tình thương, đúng chưa, nó văn minh như nào thì biết là ở Việt Nam là một nơi xứng đáng để đến. Nhưng tìm hiểu sâu thì mới biết rằng là gì, là do lãnh đạo họ đã gì, họ là âm thầm hoặc không biết, đúng chưa. Vậy thì Cường rất gì ạ, rất biết ơn những cái con người như thế, âm thầm như thế, và Cường cũng may mắn là gì, là được ban Hành Trình Nhị Vượng đã gì, đã tổ chức, đã cho Cường lên được nói những điều này, và chính vì Cường là người ở ngoài ban Hành Trình Nhị Vượng đó nên Cường mới nói ở một góc độ gì là tự do nhất, Cường mới nói góc độ là khách quan nhất. Còn nếu Cường mà nằm trong ban Hành Trình Nhị Vượng đó thì Cường không nói ở góc độ như thế này được, đúng chưa? Chính vì thế nên là gì, là từ cái góc độ đó Cường mới nhìn thấy là ban Hành Trình Nhị Vượng là một trong những nơi mà các cô chú chị có thể gì, có thể roi vào, ai muốn roi vào thì liên hệ với ban tổ chức, với điều phối để gì, để có được những thông tin tuyệt vời hơn, đúng chưa? Và chúng ta nên như thế. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các cô chú chị đã nghe Cường chia sẻ trong buổi Zoom ngày hôm nay, và hẹn lại cô chú chị những cái buổi Zoom khác nếu như Cường có hội để lên để cùng giao lưu cô chú chị. Và hôm nay đó là những cảm xúc của Cường cũng như bốn vị khách mời đã chia sẻ cho tất cả cô chú chị nghe những cái điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi trở về từ UAE. Và bây giờ Cường xin nhường mic lại cho MC Minh Tuân. Xin chào.
và hẹn cô chú chị ở một dịp Zoom khác, và bây giờ Cường vẫn ngồi để nghe các cô chú chị thảo luận và cái buổi Zoom ngày hôm nay đã được những gì, được gì và có những cái trải nghiệm như thế nào. Cường xin mời Vân. Ok, cảm ơn anh Cường, đúng không? Rất là hữu ích cho chúng ta. Và chúng ta không quên một sạch tràn nó là ngón tay con số 9 để cảm ơn anh Cường chúng ta, đúng không? Đã luôn kết nối tuyệt vời quá, chúng ta của bạn Cường quá thật tuyệt vời với cái gì ạ? Những vị khách và chính bản thân anh Cường cũng là một trong những vị khách đã trực tiếp, đúng không ạ, tham quan doanh nghiệp chúng ta tại Saja UAE để cập nhật thông tin, để chứng thực cho chúng ta thấy được rằng là doanh nghiệp chúng ta nó đang thực tế ra làm sao, đúng không ạ? Và đây là những cái mà chúng ta thể nhìn thấy được thông qua đó là ứng dụng công nghệ Zoom. À, và để mà xác thực hơn nữa thì chúng ta hãy phấn đấu và đặt mục tiêu để chúng ta sang bên đấy chúng ta trải nghiệm một lần, đúng không ạ? Và bản thân em Tuân thì cũng đã trải nghiệm trung tâm công nghệ tại Saja là 2 lần, năm 2019 và năm 2022. Đó, năm 2022 thì là em Tuân có 2 lần xuất ngoại, một là sang Saja, hai là sang Belarus. Đó, thì không biết là có cô chú anh chị nào có muốn giao lưu chia sẻ một chút không ạ? Bởi vì thời điểm hiện tại là cũng đang là gần 11 giờ rồi, sợ là cô chú anh chị buồn ngủ. Nên là nếu mà cô chú anh chị mà không có giao lưu gì thì chúng ta có thể là kết thúc phòng Zoom ở đây sớm để chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, được không ạ? Bây giờ thì em Tuân sẽ mở mic cho tất cả cô chú anh chị có thể tự bật tiếng và chúng ta có thể giơ tay lên để phát biểu và trao những lời yêu thương đến những anh chị, đúng không ạ, đã trực tiếp thay mặt mình sang bên đấy để bắt tay chủ tịch, đúng không, trao những cái ôm thật ấm nồng đến với chủ tịch của chúng ta. Rồi ạ, em Tuân đã mở mic rồi đấy ạ. Có anh chị nào muốn lên không ạ? Và hiện tại thì em Tuân cũng chưa thấy một cái băn khoăn thắc mắc nào của anh chị về chuyến đi, cũng như là những cái chia sẻ của tất cả cổ đông trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, chính vì thế mà buổi Zoom chúng ta sẽ kết thúc ngay giây phút này, đúng không ạ? Để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với nhau để nghe thêm những chia sẻ của những cổ đông khác trong đoàn đó, và để cập nhật thêm thông tin. Và hôm nay thì em Tuân cũng muốn chia sẻ với anh chị thông tin, nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay rất là muộn rồi, chỉ sợ là anh chị nghe xong là buồn ngủ thôi, bởi vì em Tuân nói là rất là buồn ngủ, đúng không ạ? Chỉ sợ là ngủ quên thì điện thoại là hết pin, mai lại phải mất công sạc và chờ đợi. Đấy, chính vì thế mà chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây, được không ạ? Cô chú anh chị có đồng ý không ạ? Nếu không đồng ý thì comment số 9 hoặc em Tuân, bởi vì em Tuân rất là thích con số này, được không ạ? Ok, rất nhiều số 9, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ, và bản thân em Tuân sẽ nạp năng lượng một chút, bởi vì là buổi chiều nay về thì cũng họp với nhóm, tức là làm việc hỗ trợ khách hàng là từ 6 giờ. Chính vì thế mà hiện tại là chưa ăn gì, vừa nãy lót dạ mấy quả, tức là một quả táo thôi các anh chị ạ. Đó, em Tuân sẽ kết thúc phòng Zoom ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào buổi tối ngày mai. Và hãy mọi người đã bảo bài nhất lịch. Chúng ta sẽ gặp nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhanh chân lên vị trí thứ nhất để chúng ta cùng cho chụp ảnh. Chụp ảnh nhé. Sẽ là người mà sẽ tạo bắn tim, bắn tim, bắn tim. Chụp ảnh đẹp nhất. Ấn tim, tim đi, nhanh gõ dùng một tim. Ok, thế cả nhà thả tim nhá, 1, 2, 3 thả tim nào. Ủa rồi, tim rơi rồi. 2, 3, càng thứ nhất ạ, càng thứ 2, càng thứ 3, càng thứ 4 ạ. Chúng ta có 4 trang tất cả, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Hôm nay quá là tuyệt vời. Cảm ơn ban tổ chức phòng Zoom Hành Trình Thịnh Vượng. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Cường vô cùng giá trị. Tuyệt vời quá. Xin cảm ơn tất cả các anh chị
chúc cả nhà một buổi tối ngủ ngon nhá. Ôi, quá tuyệt vời. Còn anh em ơi, buổi Zoom đã kết thúc trong sự vô cùng hân hoan và hứng khởi, quá tuyệt vời. Bởi vì qua phần chia sẻ của các anh chị cổ đông vừa trực tiếp tham quan công viên thử nghiệm của tập đoàn ở Zaza Dubai, vừa được gặp ngài chủ tịch, được ôm hôn ngài chủ tịch, được cảm nhận những cái tình cảm thân thương của ngài như là một người cha đón chào một những người con từ phương xa trở về. Quá tuyệt vời, quá nồng hậu đúng không ạ? Quá ấm áp tình người và làm cho cổ đông anh chị em cổ đông đoàn Việt Nam cũng như tất cả anh chị em trên toàn thế giới rất nhiều cảm xúc, rất nhiều giọt nước mắt đã lăn trên gò má, trên lên má của mình, và những cái ôm thắm thiết, những cái cảm xúc mà quá tưởng tượng và quá diễn tả bằng lời đúng không ạ? Lượng Bường nghe những phần chia sẻ của các anh chị, những cử chỉ, những cái tình tiết, những cái tình cảm, những cái phần nhỏ nhất, những câu nói, những lời nói, những cái ánh mắt của ngài chủ tịch mà Lượng cũng rất xúc động, mắt Lượng vẫn cay cay anh chị ạ. Thực ra quá tuyệt vời, chứ bao giờ mình có cảm nhận một người lãnh đạo, một người là chủ tịch một tập đoàn lớn khổng lồ trên thế giới về ngành giao thông vận tải cấp 2, giao thông của thế hệ mới, giao thông của kỷ nguyên thế kỷ 21 anh chị ạ. Và nó sẽ thay thế tất cả các loại hình giao thông hiện tại của chúng ta đang sử dụng. Bởi vì giao thông của chúng ta đang sử dụng là giao thông cấp 1, và nó sử dụng xăng dầu mỡ là động cơ đốt trong, gây ra nhiều khí thải độc hại, làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nặng nề, và là làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, và rất nhiều cái biến đổi khí hậu đã thiên tai, bão lũ, rồi dịch bệnh và động đất sóng thần, đấy là những cái mà do biến đổi khí hậu đấy anh chị ạ. Và công nghệ của ngài chủ tịch ra đời nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn nạn về ngành giao thông và tất cả trên toàn thế giới đang gặp phải. Đấy là cái giá trị nhân văn to lớn. Nó giải quyết không có kẹt xe tắc đường, không ô nhiễm môi trường. Và tuyệt vời hơn là nó cứu sống một năm hàng triệu rưỡi người khỏi phải chết vì tai nạn giao thông, hàng chục triệu người khỏi phải tàn phế ngồi xe lăn. Đấy là Lượng cảm nhận thấy cái điều vô cùng giá trị, vô cùng nhân văn ở công nghệ chuỗi Uti Usakai của tập đoàn Uti, do nhà khoa học Anatoly Junitsky, ông đã nghiên cứu trên 40 năm mới thành công. Qua 40 năm, Lượng học về 6 video quyền sở trí tuệ của ngài chủ tịch. Lượng không kìm nổi nước mắt, bởi vì cuộc đời ông hy sinh quá nhiều, vất vả quá nhiều, phải gánh chịu đau thương quá nhiều, dài đằng đẵng hơn 40 năm để chỉ nghiên cứu một cái công nghệ, để theo đuổi một sứ mệnh, để làm sao hoàn thành được cái công nghệ này, được cái sứ mệnh này, để thương mại ra toàn cầu, để cứu nhân loại, cứu hành tinh. Và trong chuyến đi này, ông đã nói cảm ơn tất cả những anh chị em cổ đông góp vốn về tập đoàn. Nhờ có anh chị em, nhờ các bạn thì cái công nghệ này mới được thành công như ngày hôm nay. Còn nếu không có các bạn thì công nghệ của ông cũng không thành công được. Và ông nói rằng ông và các bạn chúng ta là những người cứu vớt hành tinh, cứu vớt nhân loại. Trời ơi, câu nói đấy là làm cho mọi người đau đầu trong lòng. Mọi người đau đầu trong lòng. Và không ai nỡ lòng nào không chung tay góp sức với ngài chủ tịch để cùng thực hiện cái sứ mệnh xây Skyway giải cứu hành tinh, giải cứu nhân loại. Trong đấy có cuộc sống của chúng ta, có tương lai con em của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên ngày đầu Lượng tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn, rất kỹ về về công nghệ và rất kỹ về tính pháp lý của tập đoàn. Và tất cả mọi cái
cái quyền lợi của cổ đông góp vốn, và cơ quan nào là đứng ra để đảm bảo cái quyền lợi cho mình. Đấy, nó nằm trong pháp lý ấy, là BVI SFC cấp giấy phép cho tập đoàn, giám sát hoạt động của tập đoàn và đảm bảo quyền lợi cổ đông góp vốn. Thế thì còn gì bằng nữa anh chị, khi một một tập đoàn mà nó tất cả mọi cái nó rõ ràng minh bạch, pháp lý nó rõ ràng minh bạch, có kiểm toán độc lập hàng năm, và tất cả mọi cái nó là không có gì để chúng ta bàn cãi nữa, không có gì để chúng ta phải nghi ngờ nữa. Và chủ tịch tập đoàn lại một nhà khoa học, mà ông có đến 200 văn bằng phát minh đó, thì nó quá tuyệt vời. Nên là Lượng quyết định họp vốn, và hôm nay Lượng cũng theo sát cái tiến triển của tập đoàn, thì càng ngày tập đoàn càng phát triển. Thì tất cả các thông tin lúc này bạn Cường bạn đã chia sẻ, thì anh chị cố gắng là theo dõi và tìm hiểu. Những anh chị nào đã là cổ đông thì có thêm niềm tin và có thêm động lực để gom thêm cổ phần cho chính mình, cho gia đình mình, cho người thân mình trước khi tập đoàn khép lại. Còn anh chị nào đang tìm hiểu thì cố gắng tìm hiểu nhanh và đưa ra quyết định nhanh cho bản thân mình. Còn anh chị lưỡng lự và anh chị thờ ơ thì tôi tin chắc rằng anh chị sẽ mất đi một cơ hội. Một cơ hội ở đây vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là giá trị, mà không phải chỉ đời anh chị mà đời con, đời cháu của anh chị sau này nữa. Đó. Các anh chị cứ nhìn lại cổ phần của những tập đoàn đi trước như Facebook, Zalo, Google, Apple, hoặc Coca-Cola, hoặc sữa Vinamilk. Đấy, hoặc tập đoàn Tesla, ô tô điện của Mỹ. Giá như chúng ta có 1 triệu cổ phần ở những tập đoàn đấy, thì bây giờ chúng ta giàu có, chúng ta trở nên giàu có trên cái đồng vốn nhỏ chúng ta góp về những tập đoàn đấy rồi. Và chúng ta, hàng năm chúng ta nhận cổ tức từ cái khoản lợi nhuận tập đoàn chia cho mình. Đó. Và chúng ta giữ lại cái cổ phần quý giá của chúng ta, là tài sản quý giá chúng ta. Thì chúng ta để lại, sau này chúng ta ra đi, chúng ta thừa kế cho con mình. Con mình tiếp tục nhận, và sau này con mình thừa kế cho cháu mình. Đấy là cái lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp. Anh chị cứ tìm hiểu đi, nó giúp chúng ta giàu có, thịnh vượng, bền vững 3 đời. Đó. Và Lượng cũng rất rất tự hào rằng là 3 đời, người ta nói 3 đời, còn Lượng bảo 7 đời. Anh em họ hàng nhà Lượng không có ai có là được sở hữu cổ phần doanh nghiệp hết. Và Lượng tự hào rằng may mắn cho Lượng, bây giờ Lượng là người đầu tiên trong dòng họ Nguyễn Công, và bên ngoại của Lượng, và dòng họ Trần Nguyên bên nội của Lượng, đó là được làm cổ đông của một tập đoàn giao thông vận tải khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại. Đó. Và tuyệt vời hơn là Lượng đã giúp được rất rất nhiều anh chị em ngoài kia, bạn bè và những người không là bạn bè, rất xa lạ, những người ở trên Facebook, Zalo, ở trên các trang mạng xã hội đã kết bạn và Lượng đã chia sẻ rất nhiệt tình, và đưa từ những cái lời nói từ đáy lòng con tim của Lượng, và Lượng mở hết lòng mình để giúp người ta nhận ra cái giá trị to lớn ở đây, và giúp cho người ta tiết kiệm một chút đồng nhỏ của mình để người ta sở hữu cái cổ phần vô cùng giá trị. Vô cùng giá trị của tập đoàn. Thì trong tương lai không xa nữa, 2-3 năm sau, thế tập đoàn phát triển và tập đoàn thương mại toàn cầu, thì đồng tiền của người ta sẽ tăng trưởng và giúp cho người ta được thay đổi tài chính trong gia đình, và sau này mãi mãi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời và vô cùng tự hào khi mình là làm cổ đông, là nhà góp vốn và nhà đồng sở hữu công nghệ với nhà khoa học thiên tài nhất trên thế giới. Thế Lượng mong anh em tìm hiểu kỹ và đừng bỏ lỡ cơ hội này, để sau này con cháu mình nó biết, nó trách mình đấy. Và bây giờ đêm đã muộn rồi, ở Việt Nam bây giờ là gần 12 giờ, gần 11 giờ rồi, đúng ạ, 11 giờ đêm rồi. Còn hiện tại là Lượng đang ở Toronto, Canada. Thì bên này là buổi này anh chị nhá, bên này là bây giờ gần 11 giờ trưa nhá. Đấy, thì ở Việt Nam mình là gần 11 giờ đêm nên cũng muộn rồi. Vì Lượng
để cho anh chị nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, ngày mai còn công việc lo lắng cho gia đình nhá. Và lượng xin dừng buổi livestream hôm nay ở đây nhé. Mong anh chị sẽ kết nối và sẽ đồng hành cùng với Lượng và sẽ vào các cái buổi những buổi livestream sau để mình nghe, mình tìm hiểu tiếp nhé. Và nếu anh chị nào mong muốn tìm hiểu nhanh và có nhiều thông tin chính xác, chuẩn nguồn nhất và kịp thời nhất thì hãy kết bạn với Lượng nha, hãy inbox cho Lượng nha, liên hệ với Lượng sẽ hỗ trợ nhiệt tình nhá. Lượng hỗ trợ bằng cả cái tâm huyết của mình, bằng cái sự nhiệt huyết của mình và lòng đam mê của mình nha. Anh chị em nhá. Rồi bây giờ Lượng xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những buổi livestream lần sau nhá. Những buổi Zoom lần sau nhé, những buổi livestream lần sau nhé. Anh chị hãy chia sẻ đến những người bạn, những người thân của anh chị và những người đồng nghiệp của anh chị nhé, để cùng nắm bắt cơ hội này nhé. Chúng ta lan tỏa thật mạnh mẽ nhé, để cho thế giới của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những buổi livestream lần sau. Chúc anh chị một buổi tối ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp nhé. Thank you anh chị.